Hello, xin chào mọi người. Thì hôm nay quay trở lại với một video về Q&A. Thì trước khi bắt đầu cái video về Q&A thì Ly xin được 2 phút được quay trở lại để nói về cái video ngày hôm trước. Ok. Thì cái video đó là đã gây khá là nhiều tranh cãi trên cái channel của mình. Và khi mà mình làm cái video đó ra thì mình biết là nó khá là nhạy cảm, cho nên là mình đã có nói trước ở trên cái video, cũng có đã comment và ghim lại là xin các bạn là không có nói những cái lời lẽ không tốt về đền của Jun hay là người Hàn, bởi vì hai đứa mình xác định tương lai với nhau, cho nên là gia đình của Jun cũng giống như là gia đình của mình, và mình không có muốn ai mà nói xấu đây rồi đụng chạm tới gia đình của mình hết. Các bạn hãy một lần nữa đặt cái hoàn cảnh, đặt cái vị trí của ba mẹ của Jun. Thì khi mà không được con trai báo trước mà tự nhiên dẫn bạn gái về ở giới thiệu con thích cô này, yêu cô này và tương lai là một cái khu của cô này ở đâu đâu Việt Nam, thì họ cũng rất là bất ngờ, chứ đâu có chuẩn bị, trong đây rất là sốc, cho nên là rồi còn tới trên bạn thì những cái cuộc hôn nhân đó không hề tốt đẹp đồ này kia, thì họ cũng rất là lo lắng cho con trai họ, cho nên là dù là Ly tổn thương nhưng mà Ly hoàn toàn là Ly có thể thông cảm và có thể hiểu được. Thì sau khi những cái khúc mắc được gỡ bỏ thì họ cũng đã yêu quý và cũng như là ủng hộ cho cái mối quan hệ của tụi mình. Mình rất là nhớ cái ngày cuối cùng khi mà mình quay trở về Việt Nam, thì mẹ Jun có thơm má và nói là con hãy quên hết những cái không vui đó đi, những cái vui mình chỉ nhớ là những kỷ niệm vui vẻ với nhau thôi. Thì Ly rất là biết ơn, Ly rất là cảm ơn ba mẹ gia đình của Jun và đã ủng hộ cái mối quan hệ của hai đứa mình. Khi mà Ly làm cái video thì cái mục đích duy nhất là Ly chỉ muốn cho những ai mà đang quen người Hàn hay là người nước ngoài, thì các bạn hãy chuẩn bị tâm lý thật là kỹ, bởi vì đây không phải là câu chuyện của hai người, mà sau khi các bạn xác định với nhau, quen mà cưới nhau á, thì nó sẽ là câu chuyện của rất là nhiều người, của hai phía bên gia đình, cho nên là phải làm tốt tâm lý của bên nhà trai cả nhà gái nữa. Thì bởi vì khác biệt văn hóa rất là nhiều mà, cho nên là cố gắng để mà chuẩn bị thật là tốt, hãy làm tốt hơn Ly. Và Ly là đã chuẩn bị, Ly thừa nhận là Ly đã làm không tốt, nhưng mà mình hy vọng là các bạn có thể gây được cái ấn tượng tốt, có thể khiến cho họ yêu quý mình ngay từ cái lần đầu tiên gặp mặt, được chưa? Thì bây giờ thì mình hy vọng là cái câu chuyện về cái drama đó chấm dứt ở đây. Udi mà ba y dòng sang bốn nhân super chim mà theo Ly khi nhau phụ Udi aboji amoni sarang heo rom Udi oppa jun Vietnam so 항상 리가 항상 잘해 줄게요. 걱정 마세요. 우리 다음에 한국 봐요. 한국 다시 봐요. 너 뭐든 얘기하고 싶어 있어? 응? 없냐? 응. 아, 제 tài trợ cho ngày hôm nay. 이거 좀 찍어야지. 먼저 먹어. 오늘 Q&A 영상 이제부터 시작합니다. 아, 우리 몇 살이야? How old are you? 오빠 먼저 해. 미. 니? 미니? 아니야, 그냥 니 아니야. 못니? 못니 아니야? 그냥 just say the number. 노노노노노. 알았어. 못니? 진짜? 진미? 아, 진짜? 담미? 봐. 응, 맞아. 문민. 진짜? 1983. 83. 대 준은 생년 1983. 대 남나이 준은 37. 22. còn Ly thì Ly sinh năm 1994, năm nay Ly 26 tuổi. Hai đứa mình cách nhau 11 tuổi. We are 11 years different. 11. Question 2. What is your job? My job? 직업 뭐예요? It's a secret. Yeah. My job is the digital roman. But now the job is a YouTuber.
people, the my job, the startup programmer, the lack of programmer, the game developer. Now the just the concentration on YouTube and the, just the study the Vietnam language and the editing skill. Và về công việc của Lê thì Lê đã từng làm rất là nhiều công việc. Sau khi ra trường thì Lê từng làm quản lý nhà hàng. Lê học tiếng Thái. Sau đó thì Lê làm phiên dịch tiếng Thái cho một làm kiểu làm trợ lý giám đốc. Rồi sau đó thì Lê rất là chán nên Lê đã học du lịch đó. Xong rồi là lấy thẻ hướng dẫn viên, xong là mình đi làm hướng dẫn viên. Thì Lê vừa đi dẫn khách cho cả người Hàn và cả người Thái nữa. Tóm lại thì Lê là một freelancer. Kiểu ai gọi đâu là mình đi làm đó chứ mình không có làm cố định. Và bây giờ hiện tại thì Lê còn có một thêm một công việc mà Lê rất là yêu thích nữa, đó là YouTuber. Thì bây giờ thì đang là thời kỳ Corona cho nên là cho nên là hiện tại thì công việc duy nhất của hai đứa mình là ở nhà và làm YouTube. My star. Quên ăn nãy giờ thì tụi mình đã order một con gà thì một phần, một nửa sẽ là rán bình thường, còn một nửa là rán cay. Ngoài ra thì còn có một dĩa tteokbokki nữa. Tteokbokki rồi. Rồi đấy. Move to question number 3. Khá là nhiều bạn hỏi chị hỏi mình là chị ơi làm YouTube có nhiều tiền không? We earn a lot of money from YouTube. Thì mình xin được trả lời là trả lời không, còn có gì làm YouTube ở Việt Nam rất là nghèo. Bạn biết là tụi mình có hai channel, một cái channel là tiếng Hàn, một cái channel là tiếng Việt. Thì tại là Awesome Lee Chun, một cái là Lee Chun channel. Thì cái Lee Chun channel á thì chỉ có tầm 7.000 sub thôi, còn của mình thì bây giờ hiện tại là 112.000 sub rồi, nhưng mà kiếm tiền thì tương đương nhau đúng không? $200 thì không có nhiều đâu mọi người. Những cái tháng mà cao nhất đó, thì tụi mình kiếm được gen của Lee 1.000 đô, gen của Chun thì tầm 500-600 đô, còn những còn bình bình á thì mỗi kênh 500 đô. Và hiện cái thời gian gần đây thì không có nhiều người xem cho nên là tầm khoảng 200-300 đô thôi. Ngoài ra thì mình còn kiếm thêm được từ cái gọi là bán hàng á, mình quảng cáo. Nhưng mà các bạn yên tâm là không phải là Lê quảng cáo bậy bạ, mà đi chính xác là đi những cái sản phẩm Lê dùng để thấy thích, xong Lê để link để đó cho các bạn bấm vô mua thì Lê sẽ có gọi là một chút xíu tiền hoa hồng ở trong đó vậy thôi. Cho nên là các bạn cứ yên tâm, như người ta hay nói là làm bị đam mê vậy đó. Ok, next to question number 4. For our future. Tụi mình có kế hoạch gì cho tương lai không? The people the corona, we the married and the stay the Korea or the Vietnam. But now the totally the different, 아니야? With the lady to the marry and from the blah blah, then go to Korea. Then we stay the Korea, anh nhỉ? Hiện tại mình vẫn chưa có tính nhiều thực sự. Và cái con quỷ virus, cái corona này nó đã phá hủy toàn bộ cái kế hoạch của tụi mình. Tụi mình có dự định đi du lịch rất là nhiều nơi, muốn đi châu Âu, qua Thụy Sĩ nơi mà hạ cánh nơi anh. Mà bây giờ thì tất cả đã tan thành khói bụi rồi, cho nên là tụi mình tạm thời ở Đà Nẵng. Tụi mình đã chuyển tới cái căn nhà ở đây gần biển. Và hiện tại thì tụi mình đang rất là enjoy cuộc sống ở đây. Kiểu sáng dậy ngắm mặt trời mọc, rồi chiều thì đi tắm biển, rồi đi chạy bộ quán bờ biển. Mệt thì ngủ, đói thì ăn. Tương lai thì để đợi con quỷ này nó đi corona đi qua thì hai đứa mình sẽ có thể là qua lại Hàn, và Jun sẽ quay lại cái công việc mà viết, mình không có hiểu rõ như là viết code game, nói chung là làm về máy tính. Còn Lee thì Lee có thể là Lee thích đi chụp ảnh thì Lee sẽ chụp ảnh dạo và tiếp tục làm YouTube.
hết. Có lẽ là tụi mình muốn đi Đà Lạt sống vài tháng nữa. Đà Lạt thử thăm sức chẳng Đà Lạt thử thăm sức chẳng hạn. Few months, vì sao đâu. Where we go is better, so please comment. Anh đây có. Theo mọi người thấy là tụi mình nên sống ở đâu nữa. I want to go to Sapa. And Thái Lan. Đà Trắng. Đà Trắng. À, Phê Bù Lộc. Phê Bù Lộc. Băng nhà. Đà Nẵng. À, thật 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 mà. Tôi bỏ. Thế. Number 5. Mình chơi vậy cái hát két. Sáng mình thấy vậy. Thì rất là nhiều bạn hàng tò mò về con đường học vấn của mình. Thì mình học trong chuyên ngành là học tiếng Thái. Thái. Giờ gom lại thì mình có thể nói tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Thái, tiếng Hàn. Thì bốn thứ thì mình đang cố gắng. Mình muốn học thêm tiếng Trung nữa là vì mình rất là muốn đi du lịch ở Trung. Mình có một mơ ước là mình đi du lịch ở đâu thì mình sẽ học cái tiếng đó trước. Để khi mà mình đi du lịch mình cảm thấy rất là ngầu. Trung Quy là vậy đó. My turn. Ok, your turn. Wow, so long time now. 너 무슨 얘기했어? 미안. I'm the language 진짜 많아. I'm the game developer. You know? The C++ language, C language, and the Java language, the JavaScript language, and then the Ruby. Node.js, HTML. 야, 우리. 그리고 원래 오빠가 그 원래 일본 가려고 했었거든. 그래서 일본어 공부도 하고. 그 다음에 영어는 조금 because the my job now the học tiếng Việt. Trường đang học tiếng Việt rất là chăm chỉ. Rất quy được cao. À, và mình sẽ trả lời cái câu hỏi cuối cùng ngày hôm nay là... rất là nhiều người họ hỏi là liệu có nhân mi không, có liệu có nhân liệu gọi là cắt mí. Cho nên là thì mình nghĩ là các bạn mà ai mà thiếu tự tin về cái đôi mắt của mình thì hoàn toàn có thể đi cắt mí, thì nó chỉ là một cái tiểu phẫu đơn giản thôi. Nhớ là tiêm thuốc tê xong rồi. Tiêm thuốc tê rồi cắt sạm mình không biết luôn á. Rồi xong về nhà nghỉ ngơi tầm khoảng 2 tuần để thấy nó vô form và khá là lành lặn rồi. Tầm 3 tháng 4 tháng rồi lên thì nó được trở nên tự nhiên hơn. Mắt của Libby hồi tầm 1 năm rồi đó. Và mình cũng khá là hài lòng. Cắt không có bị lố. Nhiều người ham cắt gọi là mắt tay á, hoặc là sâu á, Ấn Độ á. Nhìn nó trợn rất là dữ. Dữ? Vì mấy bạn mà làm mình cũng làm vừa thôi. Nhu mẹ thông xa mày. Dạ, dạ. Làm tự nhiên, càng tự nhiên thì càng tốt. Thế là cái bản chất cái mặt, khuôn mặt người Việt mình nó rất là đông Nam Á, cho nên là các bạn không thể nào đòi hỏi là muốn tay hơn, muốn cho cái mũi tay, muốn cắt cái đôi mắt tay, muốn tìm cái môi nó tay được. Mình chỉ có thể đẹp theo cái cách của mình thôi, đẹp theo một cách rất là đông Nam Á. Ok, the video question of face. Ok, I question for you. But, are you happy? Happy. Nhớ chị. Ủa, bác hả? Chị em bước hả? Phải nói là Jun là một người con trai rất là tốt. Tốt nhất từ trước tới giờ mà đi lại gặp. Và chưa bao giờ là Lê lại gặp được một người nào mà tốt như Jun, và thương Lê như Jun. Và nói chung là Lê muốn cái gì là có cái đó. Và rất là nhường nhịn từng ly từng xíu. Nói chung là không có điểm gì để chê hết. Rồi một phát. Vui ca. Vui ca chung cách rồi. Ý dạy ca. Lý ca. Ông bà bộ ca. Ảnh chùa. Ông bà là lý ca bộ ảnh chùa. Như kìa. The best. See the next video. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ. Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Cũng như những cái tiết cướp thì thả mấy số bài không. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Mình hy vọng là các bạn enjoy cái video này. Nếu thích có thể nhấn like. Và nếu yêu tụi mình thì hãy nhấn subscribe. Hẹn gặp lại. Anh nhầm.